Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện. Tham gia hội thao có 11 đội đến từ các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và lực lượng chữa cháy ở 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội tham gia tranh tài thi tuyển hai nội dung chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy và môn thi chạy tiếp sức 200m phối hợp vượt chướng ngại vật, dập lửa khai xăng. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung chạy tiếp sức 4x100m cho đơn vị thị trấn Vĩnh Thạnh, chạy 200m phối hợp vượt chướng ngại vật cho đội đến từ đơn vị xã Thành Lộc.